Mình chắc chắn rằng có rất nhiều bạn đang làm YouTube gặp tình trạng view liệt đẹt và kênh kém phát triển. Trước kia kênh của mình cũng vậy, đăng rất nhiều video nhưng mà không có view. Nhưng từ khi biết đến VidIQ, một công cụ hỗ trợ đắc lực khi các bạn làm YouTube, mình đã áp dụng hiệu quả những tính năng của VidIQ và đã đạt được 1 triệu view trong 48 giờ. Vì vậy mình sẽ chia sẻ cách sử dụng VidIQ hiệu quả, giúp các bạn tăng view tăng sub gấp 50 lần. Các bạn sẽ truy cập vào vidiq.com và tiến hành đăng ký tài khoản. Mình đã có tài khoản rồi nên là giờ mình sẽ đăng nhập. Để sử dụng được VidIQ hiệu quả, phát triển kênh hiệu quả thì các bạn nên sử dụng phiên bản VidIQ Boost. Bản VidIQ Boost này hiện đang có giá 49 đô một tháng, đâu đó rơi vào khoảng 1 triệu 3 một tháng. Tuy nhiên các bạn có thể mua chung VidIQ Boost để có giá rẻ nhất. Bên mình đã mua rồi nên là sẽ share chung để các bạn tiết kiệm chi phí nhất và ai cũng có thể dùng được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá những tính năng tuyệt vời của VidIQ. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về công cụ từ khóa. Đây là một công cụ tuyệt vời của VidIQ. Các bạn sẽ bấm vào tab từ khóa này. Tại đây chúng ta sẽ tìm kiếm một từ khóa lớn liên quan đến kênh của mình. Ví dụ như là nhạc này, thể thao, bóng đá. Ví dụ mình sẽ tìm kiếm từ khóa nhạc. Sau đó mình sẽ bấm enter này. Tại đây mình sẽ thấy khối lượng tìm kiếm của từ khóa này và mức độ cạnh tranh. Các bạn sẽ thấy khối lượng tìm kiếm của từ khóa rất là cao. Đây chưa phải là một từ khóa tốt bởi vì mức độ cạnh tranh của nó vẫn còn rất là cao. Vì vậy chúng ta sẽ tìm một cái ngách nhỏ hơn của thị trường nhạc. Chúng ta sẽ bấm vào phần điều khoản phù hợp này. Tại đây các bạn sẽ tìm kiếm những từ khóa mà có khối lượng tìm kiếm cao này và mức độ cạnh tranh thấp. Ví dụ như từ khóa nhạc chill này có khối lượng tìm kiếm rất là cao và mức độ cạnh tranh nó rất là thấp này. Các bạn nên sử dụng phiên bản VidIQ Boost để nghiên cứu được nhiều từ khóa hơn. Khi chúng ta lướt xuống dưới thì khối lượng tìm kiếm nó sẽ giảm dần này. Nên là mình sẽ lựa chọn những cái từ khóa ở top đầu và từ khóa được mình lựa chọn là nhạc chill này. Mình sẽ bấm vào phần nhạc chill. Tại đây các bạn sẽ thấy khối lượng tìm kiếm này rất là cao và mức độ cạnh tranh nó là rất thấp. Nên là từ khóa này là một từ khóa tốt. Khi lướt xuống dưới chúng ta sẽ thấy những video đang trên top và sử dụng từ khóa này. Các bạn có thể xem cách họ đặt tiêu đề này, viết mô tả và cách họ làm cái ảnh thu nhỏ này. Rất là đẹp đúng không? Để kiểm chứng rõ hơn về khối lượng tìm kiếm của từ khóa này và cho các bạn thấy được số view mà từ khóa này mang lại, mình sẽ truy cập vào YouTube. Tại đây mình sẽ tìm kiếm từ khóa nhạc chill. Các bạn sẽ thấy số view mà từ khóa này mang lại rất là cao luôn. 453.000 view này, 2,3 triệu view này, 320.000 view, 328.000 view. Tức là mọi người đang tìm kiếm cái từ khóa này rất là nhiều. Và đây là một thị trường tốt để cho các bạn khai thác. Chắc chắn khi các bạn sử dụng từ khóa này làm video thì sẽ được rất nhiều view và phát triển nhanh hơn rất là nhiều. Ở trong phần các từ khóa liên quan, các bạn sẽ thấy những từ khóa liên quan đến nhạc chill mà khán giả cũng đang quan tâm. Chúng ta cũng sẽ xem những từ khóa mà có khối lượng tìm kiếm cao này và có mức độ cạnh tranh thấp. Các bạn có thể lựa chọn những từ khóa này để đặt vào trong tiêu đề, giúp video của mình nó dễ dàng lên top hơn. Và các bạn sẽ tích chọn vào những cái từ khóa mà có khối lượng tìm kiếm cao và mức độ cạnh tranh thấp. Tích vào đó này, tích vào đó. Những cái từ khóa mà màu đỏ như này mà cạnh tranh rất là cao này thì chúng ta sẽ bỏ qua, đừng nên lấy những từ khóa đó. Chúng ta sẽ lấy những cái từ khóa mà có mức độ cạnh tranh từ trung bình đến thấp. Sau đó các bạn sẽ bấm copy này. Tiếp theo các bạn sẽ viết một cái mô tả làm sao cho nó chứa thật nhiều từ khóa ở đây nhất có thể. Những cái từ khóa mà chúng ta vừa copy ấy, các bạn có thể biến tấu nó đi sao cho nó hợp lý. Nó sẽ giúp cho video của các bạn dễ dàng lên top hơn rất là nhiều, bởi vì người ta đang quan tâm đến những cái từ khóa này. Và trong cái tiêu đề mô tả của các bạn có chứa từ khóa này thì chắc chắn các bạn sẽ dễ dàng lên top. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách để nghiên cứu từ khóa, lựa chọn một từ khóa tốt cho chủ đề mình đang làm. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ về công cụ AI của VidIQ. Các bạn có thể trò chuyện trực tiếp với AI của VidIQ. Chúng ta có thể hỏi bất cứ vấn đề gì liên quan đến YouTube. Mình hay sử dụng nó để viết tiêu đề, mô tả, thẻ tag và kịch bản cho video chuẩn SEO. Các bạn sẽ ghi câu hỏi của mình ở đây. Ví dụ mình sẽ yêu cầu tạo cho tôi tiêu đề, mô tả và thẻ tag cho video với từ khóa nhạc chill này. Sau đó mình sẽ bấm gửi. Ngay sau đó VidIQ đã tạo cho mình tiêu đề này, mô tả và thẻ tag cho video. Trong này các bạn sẽ thấy được khối lượng tìm kiếm này, khối lượng tìm kiếm rất là cao luôn và cái mức độ cạnh tranh nó rất là thấp. Các bạn không chỉ sử dụng VidIQ ở trên trang web, chúng ta có thể sử dụng VidIQ trực tiếp ở trên YouTube. Ví dụ mình sẽ tìm kiếm từ khóa nhạc chill này. Các bạn sẽ thấy một bảng thông số ở bên này của VidIQ. Chúng ta sẽ thấy được điểm tổng quát của từ khóa này, khối lượng tìm kiếm này, mức độ cạnh tranh rất là thấp. Nó giống y xì như chúng ta sử dụng trên bản web luôn. Và trong này nó sẽ phân tích cho mình lượt xem cao nhất của từ khóa này này và lượt xem trung bình. Các bạn sẽ thấy được trung bình một người sử dụng từ khóa này sẽ đạt được 151.000 view này và số người đăng ký trung bình là 429. Các bạn sẽ thấy được những kênh đang ở top đầu sử dụng từ khóa này. Mình sẽ chỉ các bạn cách để chúng ta nghiên cứu đối thủ rất là chi tiết ở trên YouTube. Ví dụ mình đang nghiên cứu về thị trường nhạc, mình sẽ bấm vào kênh đối thủ này. Chúng ta sẽ đi vào trang chủ của kênh này. Các bạn sẽ thấy được một cái biểu tượng VidIQ ở bên cạnh. Chúng ta sẽ bấm vào này và các bạn sẽ chọn view trending này. Tại đây các bạn sẽ thấy được những cái video thịnh hành của kênh này và phần bên dưới màu xanh này là số view mà người ta nhận được trong vòng 1 giờ. Các bạn sẽ xem những video nào mà có
view cao và cái số view trong vòng 1 giờ này nó nhiều, thì chúng ta sẽ bấm vào video đấy để xem này. Ví dụ mình sẽ bấm vào video 3 ngày trước này và có 1.000 view 1 giờ. Chúng ta cũng sẽ thấy được một cái bảng VidIQ ở bên cạnh này. Mình sẽ bấm vào phần lịch sử này để xem rõ hơn này. Các bạn sẽ thấy được lượt xem này, nó đang tăng rất là mạnh và lượt xem trong vòng 48 giờ này vẫn còn rất cao. Điểm VidIQ của người ta rất là cao và người ta tận dụng được cái phần thẻ tác của video này rất là tốt luôn. Chúng ta có thể nghiên cứu từng cái từ khóa ở trong này và lựa chọn để tạo ra cho mình một bộ thẻ tác cho video. Các bạn sẽ nghiên cứu tương tự như phần vừa nãy mình đã nghiên cứu, chọn ra cái từ khóa là mà có khối lượng tìm kiếm cao và mức độ cạnh tranh thấp, mà đặc biệt là nó phải liên quan đến cả video của mình. Các bạn có thể tham khảo thêm cách mà người ta tạo tiêu đề này và viết mô tả. Đây là phần hình thu nhỏ của người ta, các bạn có thể xem và học hỏi cách người ta làm. Bên mình đang hỗ trợ mua chung VidIQ Boost với giá rẻ nhất. Các bạn chỉ cần bỏ ra 800 đã có thể sử dụng được 6 tháng và 1.2 triệu có thể sử dụng được 1 năm. Để mua công cụ VidIQ Boost với giá tốt nhất, hãy gọi trực tiếp hoặc liên hệ số Zalo hiển thị trên màn hình. Vậy là vừa rồi các bạn đã biết cách sử dụng VidIQ hiệu quả, giúp tăng view, tăng sub gấp 50 lần. Nếu thấy video hay hãy cho mình xin một like và xem thêm video hay hơn nữa ở đây.